Em xin chào quý anh chị ạ. Em rất vui khi gặp lại quý anh chị trong clip này. Như quý anh chị đã biết là hai đợt dịch Covid vừa rồi thì đã ảnh hưởng rất là lớn tới nền kinh tế nói chung cũng như là đời sống cá nhân của mỗi chúng ta nói riêng, đúng không ạ? Thế nhưng mà các cụ đã có câu là trong họa lại có may. Biết đâu đây lại là một cái cơ may đối với những ai đang đi tìm mua bất động sản, đối với những người đang muốn tìm một mảnh đất để an cư lạc nghiệp, đúng không ạ? Như là quý anh chị đã biết là thị trường bất động sản Đông Anh có thể là chia ra làm hai loại, đấy là những phân khúc thuộc dự án cạnh ven các khu dự án lớn thì giá đã tương đối là cao rồi, và cái phân khúc thứ hai đó là các lô đất có sổ đỏ tại các trục đường liên xã liên huyện thì vẫn có thể là có những cái cơ hội tốt để đầu tư. Hôm nay thì em Tuyết xin giới thiệu với anh chị một lô đất tại xóm Nhì, Vân Nội với diện tích là 72,8 m. Đây em xin giới thiệu. Anh chị có thể quan sát một chút lô đất theo hướng tay em chỉ. Lô đất này có mặt tiền 4 m ạ. Hậu là 4,1 m nở hậu. Độ dài là 18 m, quay hướng nam ạ. Đất này thì đã có sổ đỏ tách riêng rồi ạ. Và cũng là có xây là mặt bằng, có tường chia ranh giới rồi ạ. Anh chị có thể quan sát một chút đó là ngõ. Ngõ trước mặt đất thì rất là rộng. Trước mặt đất luôn là ngõ rất là rộng, ô tô tránh nhau và là ngõ thông. Chỉ 500 m thôi là cách đường 23B, cách một cây là chợ Vân Trì. Tại vị trí em đang đứng đây, chỉ mất 15 phút thôi là đã di chuyển sang sân bay Nội Bài và 15 phút để sang nội thành Hà Nội. Với chưa đầy 1,7 tỷ, chưa đầy 1,7 tỷ, chỉ hơn 1,6 tỷ thôi là chúng ta đã có thể sở hữu mảnh đất này. Em nghĩ là mảnh đất này khá là ok về nhiều mặt đấy ạ. Em cam kết với anh chị là mảnh đất này là sổ đỏ và pháp lý chuẩn. Và em xin được nói thêm là với những anh chị nào đang có nhu cầu, ví dụ như là mình là đôi vợ chồng trẻ này, mình đang tích lũy được mấy trăm triệu này và mình đang muốn đầu tư một mảnh đất để đấy này, thử cơ hội với bất động sản, hoặc những quý anh chị nào mà thích những mảnh đất ở mặt đường cơ, giá trị vài tỷ cơ, hoặc là thích những khu dự án, khu đấu giá thì đều có thể liên lạc với em theo số điện thoại của em. Em sẽ cam kết với anh chị là em sẽ tư vấn cho các anh chị hết sức nhiệt tình nhất có thể. Em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip ạ.